Thế chia sẻ với bà con hai cái sản phẩm ứng dụng của hai sản phẩm này rất là cần thiết đối với bà con trong ngành cao su của mình. Đầu tiên là cái chai xịt mũi này, cái chai xịt mũi này thì nếu mà bà con không quen xài nhang mũi hay hoặc là sốt phèo. Nhang mũi á, thì cái mùi cái khói của nhang mũi á, nó làm con mũi là coi như là nó khó chịu và nó lừ đừ, và nếu mà bà con á không quen sử dụng thì mình giống như là mình lừ đừ hay là gọi là mình bần thần giống như con mũi vậy đó, thế xài nhang mũi không có quen. Hoặc là những bà con mà bị viêm mũi á, thì xài cái nhang mũi cái khói nó không có quen á, thì thế mới tìm ra được cái sản phẩm này nè, cái chai này nè. Cái chai này kêu bằng tinh dầu âm bà con, để thấy coi lại tinh dầu âm, tinh dầu ngọc am, tinh dầu ngọc am hả bà con. Thì cái chai này á, bà con biết là Huế đã sử dụng thay thế luôn cái nhang trừ mũi á, tức là mình xịt lên quần áo hoặc là mình xịt lên da cũng được bà con. Đó là nó đuổi được muỗi, nó đuổi được muỗi rất hay, và cái mùi nó thì nó giống như cái mùi của vitamin B1 vậy đó. Thì nếu bà con chịu được cái mùi vitamin B1 thì cái chai này nó cũng như vậy, và thế thấy thì nó cũng rất là dễ chịu. Nó thay thế sẽ thay thế hoàn toàn cái nhang trừ muỗi bằng cái chai này để mà làm việc nó có sức khỏe hơn. Thường là thấy làm việc nhiều và làm việc càng nặng mà mình mang theo cái nhang mũi đó, mình hít cái khói vô thì thấy nó càng sức khỏe nó càng càng xuống mà con. Như bà con nào khỏe hoặc là bà con nào quen cái nhang mũi đó, thì bà con sử dụng, còn nếu mà bà con không có quen với khói nhang mũi, bà con nên sử dụng cái chai này dạng xịt này. Để thấy xịt cho bà con xem ha, đó, nó dạng xịt vậy đó. Mình xịt lên quần áo nè, mình bận quần áo á, mình xịt lên cái nó không có làm mà rít cái con người giống như là sốt phèo bà con quét lên da đó, cái chỗ nào bà con quét á thì muỗi nó cũng bay lại, mình cũng kêu bằng cũng dạng hên xui rồi, nó cũng cắn. Và cái sốt phèo nó bớt lên da đó, nó làm rít, mình đổ mồ hôi đổ ra nó rất là khó chịu bà con. Còn cái này á, thì cho dù nó đổ mồ hôi ra nữa thì nó cũng không có bị rít, không có khó chịu cái chai này nha bà con. Và thấy xịt lên quần áo này, xịt lên quần áo tìm mãi riết là mới được cái sản phẩm này nè, cái chai xịt mũi tinh dầu ngọc âm nha bà con, rất là hay để mà thay thế hoàn toàn nhang mũi. Thì từ đây sắp tới thì sẽ chỉ sử dụng cái này thôi, không sử dụng nhang mũi, bởi vì khói nhang mũi thấy chịu không được, không biết bà con như thế nào. Chứ thế là bất đắc dĩ quá mới xài cái nhang mũi thôi, chứ thật ra là nó mệt lắm. Nên nếu từ khi mà xài được cái chai này á, thì thấy sức khỏe là nó tăng lên, sức khỏe nó tăng lên, và thế sẽ cảm thấy là sẽ có thể là mình làm được nhiều hơn so với trước đây nha bà con, làm được nhiều hơn so với trước đây. Xịt cho bà con, xịt lên da cũng được này, xịt lên quần áo á, cứ khoảng mình thấy mũi mà nó bay lại đó, mình xịt cái mình xoa có thể xoa xịt lên tóc, xịt lên da, xoa rồi xịt lên quần áo, đó là nó sẽ đuổi được muỗi nha bà con, nó đuổi được muỗi. Đó là cái sản phẩm cái chai tinh dầu ngọc am này rất là hay. Cái này thì thấy mua ở chợ Trân Thành, ở chợ Trân Thành có bán cái này nè bà con, không biết chỗ bà con có không, nhưng mà chợ Trân Thành có đó. Còn cái nữa cũng
ứng dụng cho giúp ích rất nhiều cho bà con ngành cao su của mình, đó là cái chai AH Ozone. Cái công dụng của chai này á, thì Hế sẽ chia sẻ với bà con, đó là ví dụ như bà con mà ví dụ như là bà con bận quần áo sạch sẽ đi ra ăn đám cưới ha, đi ra đám cưới mà lỡ ví dụ như là mình phải chở mũ đi bán mà mũ chén nó hôi, nó lỡ dính quần áo á, bà con pha tỷ lệ là 1 ml cái này rồi 20 ml nước sạch ha, bà con xịt lên một phát là hết liền, hết mùi liền. Rồi cái hồ chứa mũ của bà con á, nó hôi ha, nó hôi thì bà con cũng pha lên tỷ lệ là một một ml một ha, tỷ lệ 1:20 bà con xịt lên, đó là nó sẽ cứ mỗi ngày bà con mỗi xịt vậy đó là nó khử được cái mồ hôi, nó không ảnh hưởng đến làn sớm cũng như là cái nước mủ á, cái nước mủ mà ví dụ mình làm cái hồ được đựng mủ mà mỗi khi mình phải bước xuống mình không có cái đồ bảo hộ, nó nước mủ nó thấm vô á, nó hôi á, hôi chân hôi tay hay nó dâng lên người mình á, thì bà con pha cái bình này nè, bà con pha cái bình này là một cái bình này pha được 75 lít nước đó, cái bà con để trong mát á, bà con có thể múc khoảng 15 20 lít nước mà mình pha rồi á, đó là cái mình đổ xuống cái hồ mình quậy à, mình cái hồ mủ á, hồ mà chứa mũ chén á, tại mình sợ mình đụng cái nước nó làm hôi cái chân tay dính nó hôi á. Đó, thì bà con đổ xuống hoặc là nó bốc mùi nó làm ảnh hưởng đến bà con hàng xóm, nếu mà vừa mủ của bà con ở những nơi thành thị á thì bà con xịt xuống là chút xíu là nó sẽ mất cái mùi mủ, nó khử được hoàn toàn và nó để lại cái mùi thơm nha, nó mất đi cái mùi hôi, nó để lại cái mùi thơm. Hoặc là bà con ở trong lô cao su mà bà con có những cái thùng mà đựng nước thấy lăng quăng đồ nó cũng hôi đó, mà bà con không có kiếm được nước sạch để tắm rửa hay gì á, thì bà con có thể lấy cái này nè, bà con pha vô là nó sẽ khử nha, nó sẽ khử được cái mùi hôi liền. Và bà con lấy cái nước đó bà con tắm tắm ha, tắm rồi giặt quần áo đó, mình lấy nó mình mấy cái tức là mình dầm chắc cái nước sạch á, mấy cái lượng cạn cợn thì mình bỏ đó, mà nó sợ nó hôi á, bà con đổ cái này vô nó khử được hoàn toàn ha. Hoặc là trong lô cao su bà con treo quần áo lâu ngày á, nó sợ như là nấm mốc hay là đặc biệt là mình có mấy cái con mình độc trùng á, độc trùng như mình bà con có nghe nói là con dơi á ha, đó thì bà con pha cái này tỷ lệ 1:20 đó, bà con xịt lên quần áo, nó xịt cho hơi ướt ướt ha, đó xịt lên quần áo, xịt mặt trong mặt ngoài đó, rồi bà con bận để chút xíu, và để khoảng chừng 2-3 phút gì đó, cái bà con bận bình thường nó khử hơi được hết mấy cái ẩm mốc những cái đó đi hết, cái bà con nó sát khuẩn luôn ạ. Đó, hoặc là nhà bà con cao su trồng cao su của mình đó mà có nuôi chăn nuôi kèm theo gia súc gia cầm đồ, sợ nó hôi á, hôi chuồng gà hay chuồng bò đồ nó hôi đó, bà con pha tỷ lệ 1:20, bà con phun lên những cái phân đó, cứ bữa nay là phun mình phun rồi nó rồi cứ mỗi bữa mình phun là nó khử được cái mùi hôi, nó không có ảnh hưởng đến nó làm cho hôi cái nhà của mình rồi. Hoặc là những cái con gia súc mà lỡ nó bị bệnh giống như là bệnh lở mồm long móng gì đó đó, mấy cái bệnh đó bà con xịt trực tiếp lên lên người mấy con lên mình mấy con gia súc gia cầm đó là 1-2 lần á, là nó cũng trị luôn cái bệnh đó luôn á, mà còn bệnh kêu bằng heo tay xanh hay lở mồm lông móng rồi của gia súc gia cầm đó, là nó hết luôn á. Hoặc là bà con
muốn cho bà con xài dầu thơm á, giống giống như mình đi đám cưới rồi không, đi tiệc á, mà mình cảm thấy là cái cơ thể mình nó có mùi hôi do mình làm mũ lâu ngày á, để, hoặc là cái mồ hôi mình nó hơi bị hôi á, bà con có thể pha ra cái tỷ lệ 1:20 để bà con tắm gội vào qua và thay đổi thay thế hoàn toàn xà bông luôn. Là bà con tắm gội bằng cái này là nó trị được gào nha, trị được gào luôn, hoặc là những cái nấm, những cái gì nấm da gì đó là nó bà con cứ tắm thường xuyên là nó sẽ hết nha, nó sẽ hết và nó khử được cái mùi hôi cơ thể, và sau khi nó khử được thì nó sẽ để lại một cái mùi thơm rất là dễ chịu nha. Hoặc là trong lô cao su bà con đem trái cây đồ vô ăn được, mà mình sợ thuốc không có cái gì rửa đó, bà con lấy cái nước này pha tỷ lệ 1:20, bà con xịt lên trái cây xịt, hoặc là mình có thể là mình xịt lên được rồi bà con, xịt ướt cái mình để chút xíu cái mình rửa sạch lại là mình ăn, là đảm bảo nó sẽ khử được những cái khuẩn, những cái dư lượng thuốc trừ sâu nó bám trên cái bề mặt của rau rau quả ha, rau quả trái cây rồi đó. Nó cái chai này bà con thấy công dụng rất là hay ha, rất là hữu ích đối với bà con mình. Hoặc là trong lô cao su bà con có nhà vệ sinh, nhà cầu vệ sinh đồ đó mà mình không có cái gì nước để rửa để mà nó khử mùi hôi đó, bà con pha tỷ lệ 1:20, bà con xịt xịt giáp một vòng là nó khử được cái mùi hôi của bồn vệ sinh, bồn cầu của bà con luôn á đó. Đó cái này rất là hay, nó để lại cái sau khi nó khử được những cái mùi ẩm mốc, những cái mùi hôi trong cái nhà vệ sinh rồi thì nó để lại cái mùi thơm đó, bà con thấy nghe được cái mùi thơm ha, tức là cái chai này rất là nhiều công dụng. Thì ngày hôm nay thấy chia sẻ với bà con ngành cao su mình để bà con có thể là sử dụng ha, cái chai AH Ozone và cái chai trừ muỗi diệt muỗi này, cái chai tinh dầu ngọc am nha bà con, tinh dầu ngọc am, đó là hai cái sản phẩm rất là hay ngày hôm nay thấy muốn chia sẻ đến bà con. Video đến đây thì thấy cũng xin phép kết thúc. Nếu bà con mà có nhu cầu mà muốn mua những cái sản phẩm này thì bà con cứ liên hệ với Thế đi, là Thế sẽ chỉ cho bà con mua hết bà con. Cái thứ nhất là AH Ozone này, dưới cái hai là cái tinh dầu ngọc am đuổi muỗi. Qua số điện thoại, qua số Zalo có thể là 0965 350778 nha bà con. Rồi Thế đã chia sẻ xong. Cảm ơn bà con đã quan tâm và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.